Pháo binh khai hỏa mở màn chiến dịch Mường Luông. Thiếu tướng Bùi Minh Thứ. Bước vào tháng 8, vùng Bắc Lào vẫn đang trong mưa. Kẻ địch đã tung tham báo mặt đất. Trên không, máy bay trinh sát tìm kiếm hòng phát hiện hành động của quân ta chuẩn bị cho chiến trường. Bộ Tổng Tư lệnh Tiền phương chiến dịch Mường Luông, Luông Pha Băng được thành lập và thực hiện chỉ đạo công tác chuẩn bị cho chiến dịch mùa khô năm 1972 và năm 1973. Tôi và chính trị viên Nguyễn Huy Mỹ có lệnh về tiền phương nhận nhiệm vụ gấp. Lúc này, Đại tá Ngô Trung, Phó Tham mưu trưởng Quân khu Tây Bắc đã sang thay Đại tá Bùi Sinh nhận nhiệm vụ mới. Tư lệnh Ngô Trung gặp mặt toàn thể cán bộ chủ chốt các đơn vị phổ biến nhiệm vụ, phân tích đánh giá tình hình trong nước và trong khu vực trên thế giới. Âm mưu thủ đoạn của đế quốc Mỹ và bè lũ Tây Sai ở Việt Nam và Lào trong năm 1972-1973. Tư lệnh truyền đạt nhiệm vụ đánh địch của mặt trận trong thời gian tới và giao nhiệm vụ cho các đơn vị trên chiến trường Bắc Lào. Đại đội 168 Hỏa Tiễn DKB chuẩn bị gấp mục tiêu sân bay và hậu cứ địch ở Mường Luông để khi có lệnh đánh trận khai hỏa mở màn chiến dịch. Tham mưu trưởng Tiền phương triển khai kế hoạch tác chiến cho chiến dịch sắp tới. Công tác chuẩn bị chiến trường cho những trận đánh lớn mang tính quyết định, Đại tá Phạm Quang Vinh, chính ủy mặt trận đã phổ biến công tác chính trị trong chiến đấu mùa khô năm 1972 và năm 1973. Rời cuộc họp tiền phương, tôi cùng anh Mỹ về lán của đồng chí trưởng phòng pháo binh mặt trận. Cơ quan pháo binh mặt trận chuẩn bị chu đáo kế hoạch và các kế hoạch tác chiến triển khai xuống các đơn vị. Đại đội 168 DKB của chúng tôi nhận nhiệm vụ chuẩn bị cho trận đánh luồn sâu pháo kích vào căn cứ hậu phương của quân khu 1 của địch ở Mường Luông. Vào một ngày trung tuần tháng 8 năm 1972, tôi được cấp trên cho phép tổ chức thực hiện đi trinh sát sân bay Mường Luông. Tiền phương tăng cường xuống một tổ trinh sát gồm 3 chiến sĩ, vừa làm nhiệm vụ trinh sát dẫn đường, vừa làm nhiệm vụ bảo vệ đoàn đi luồn sâu trong lòng địch. Đại đội cử tiểu đội trinh sát và một số chiến sĩ pháo thủ, một tổ thông tin vô tuyến điện 2W, cùng đi một đồng chí cơ yếu mặt trận để mã dịch điện tử từ trong lòng địch báo cáo về sở chỉ huy tiền phương. Chúng tôi thận trọng vượt sông Lậm Xeng, hành quân xuyên rừng, băng núi bí mật tới sông Lậm Pa. Đây là nhánh sông Lậm Khàn đổ ra sông Mekong. Chúng tôi dừng nghỉ trong đêm tại hang núi bờ sông. Sáng ra chúng tôi hành quân leo dốc vài giờ tới bản Phú Phu Sủng. Đây là bản dân sơ tán ở sườn núi phía đông dãy Phu Sủng. Đoàn trú quân nhờ vào gia đình trưởng bản và gia đình cụ Thao Phua, chủ tịch mặt trận xã Thu Phu Sủng. Trưởng bản cụ Thao Phua là bà con dân bản phấn khởi cho chúng tôi rau, thịt, gạo, cải thiện bữa ăn. Trong lúc anh em nghỉ ngơi, tôi cùng 3 trinh sát tiền phương tìm gặp liên lạc với đại đội 16, bộ đội Lào đóng quân trên núi Phu Sủng. Thật may, đại đội trưởng của bạn từng học ở Việt Nam nên nói được tiếng Việt. Tôi và các trinh sát biết ít tiếng Lào nên trao đổi cũng thuận lợi hơn. Từ cuộc trao đổi này, chúng tôi nắm thêm nhiều tin tức tình hình địch ở những khu vực sắp luồn sâu trinh sát, xác định trên bản đồ những vị trí cần thiết phải vượt qua. Ngày hôm sau, chúng tôi luồn sâu xuống sườn núi phía tây Phu Sủng. Toàn chúng tôi đang ở trong lòng địch, chỉ có 10 ngày lương khô với một bi đông nước, một túi bọc ni lông nước dự trữ trong ba lô, vũ khí cá nhân. Trăng cuối tháng đủ soi rõ đường rừng lên không sợ lạc hướng. Lúc nửa đêm về sáng, chúng tôi tới vị trí Tây Bắc ở bản Hủy Lốc, một bản nhỏ của người Mông. Đi tiếp, chúng tôi gặp một lương cũ bỏ hoang, cây dại mọc lúp xúp, có độ dốc thoải về phía một con suối. Không mấy khó khăn, chúng tôi tìm thấy một bãi đất phẳng có đủ độ rộng để đặt trận địa DKB 4 khẩu. Thuận lợi là về phía trước không có độ che khuất bảo vệ bí mật trận địa và đường bay của đạn không bị vướng. Đây là một trận địa phù hợp cho trận địa hỏa tiễn DKB. Trời sáng dần, đoàn trinh sát tới núi chân Phu Sương. Lợi dụng sương mù, chúng tôi leo lên sườn núi phía tây của dãy núi. Ở đây nhìn rõ thành phố Luông Pha Băng, nơi đây là kinh đô của Vương quốc Lào. Đế quốc Mỹ và bè lũ Tây Sai ở Lào đã đặt trụ sở chỉ huy quân khu 1 Bắc Lào, gồm trung tâm chỉ huy, căn cứ hậu cần và sân bay quân sự của một tiểu đoàn không quân chi viện cho lực lượng địch trên chiến trường Bắc Lào.
Tôi chọn vị trí sát dưới chân vách đá dựng đứng. Bọn thám báo địch có tài thánh cũng không thể ngờ rằng chúng tôi có chọn một cái vị trí quan sát đặt khí tài để theo dõi sát mọi hành động và xác định mục tiêu trên sân bay hậu cứ của địch. 3 ngày đêm liên tục chúng tôi theo dõi sát sao nắm vững các quy luật hoạt động của địch, máy bay cất hạ cánh. Nơi đây đúng là một tập hợp của máy chiến tranh khổng lồ dàn trận trên sân bay Luang Prabang. Đó là 12 chiếc máy bay ném bom T-28 đậu trong 6 ụ hầm không lắp. 10 chiếc trực thăng đậu trong 5 ụ hầm cũng tương tự. 2 chiếc C-130, 2 chiếc máy bay trinh sát L-19 và L-21 đậu ở bãi giữa sân. Tiếp đến là khu nhà xưởng, trại lính, nơi ở của phi công, kho bom, kho xăng. Phía bắc sân bay là núi Phu Sạng, có 3 mỏm, là nơi chốt của một tiểu đoàn lính bảo vệ sân bay. Hai bên bờ sông Lậm Khàn là dân cư sinh sống. Phía tây sân bay là con đường 13 huyết mạch giao thông của vùng. Tiếp nữa, phía xa hơn là dòng sông Mekong. Phía trái là sông Lậm Khàn, là thành phố cổ, là kinh đô Vương quốc Lào, nối liền khu vực sân bay và trung tâm thành phố bằng một cái cầu sắt. Hoàn thành nhiệm vụ, trinh sát mục tiêu, chúng tôi trở về bằng con đường khác, vượt Lậm Khàn bằng vị trí khác. Qua núi Long Vai Lọi, chúng tôi trở về Phu Sủng. Cơ quan pháo binh tiền phương đánh giá cao công tác trinh sát mục tiêu để chuẩn bị cho chiến trường của đoàn công tác. Cấp trên giao cho tôi về đơn vị tiếp tục huấn luyện đơn vị tập trung chỉ huy bắn, thiết bị bắn, huấn luyện chính xác, nhiệm vụ chiến đấu và nhiệm vụ mùa khô năm 1972-1973. Trung tuần tháng 9, Sở Chỉ huy Tiền phương cho phép phối hợp với một tổ trinh sát đặc công và pháo binh đi kiểm tra sân bay một lần nữa. 2 ngày tại Phú Sương, theo dõi lắm quân địch ở sân bay, không có gì biến động cũng như quy luật hoạt động của chúng. Tổ trinh sát trở về phía đông Lậm Khàn gặp địch phục kích, biết lực lượng ta quá mỏng, tôi đánh nghi binh hô lớn, chỉ huy các lực lượng bao vây địch vòng bên trái, vòng bên phải. Địch lầm tưởng ta rất đông nên sợ bỏ chạy. Chúng tôi bắt sống được 2 tên phỉ, thu vũ khí của chúng rồi áp giải về hậu phương giao cho bạn Lào xử lý. Chúng tôi trở về đơn vị an toàn, lập kế hoạch đánh vào sân bay Luang Prabang. Kế hoạch tỉ mỉ đến từng chi tiết, báo cáo Bộ Tư lệnh Tiền phương. Tư lệnh cùng các cơ quan chức năng đã đưa ra nhiều ý kiến chất vấn và các tình huống gây bất ngờ khác. Tôi báo cáo có tính thuyết phục, Tư lệnh mặt trận đồng ý với kế hoạch của đại đội và điều thêm cho chúng tôi đầy đủ lực lượng để đảm bảo trận đánh quan trọng này. Một đại đội đặc công bảo vệ đội hình hành quân, một tiểu đoàn bộ binh làm nhiệm vụ vận chuyển đủ 60 quả đạn hỏa tiễn DKB, mỗi quả nặng 75 kg. Một phân đội thông tin gồm 2 đài 15W sử dụng mô típ và đàm thoại mật ngữ để giữ bí mật. Đầu tháng 10 năm 1972, đơn vị hành quân vào Lậm Pa tập kết làm nhiệm vụ chuẩn bị. Tôi cho đắp sa bàn tại bãi cát ở bờ sông Lậm Pa, thể hiện rõ địa hình khu vực sân bay Luang Prabang gồm các mục tiêu trên sân bay, đường hành quân, trú quân, vị trí, đài quan sát, chỉ huy và trận địa pháo. Đường lui quân về vị trí an toàn. Tôi còn nhớ rõ chiều ngày 15 tháng 10 năm 1972, tất cả chỉ huy các đơn vị trực tiếp tham gia trận đánh đều có mặt vây quanh sa bàn. Tôi trực tiếp phổ biến, giao nhiệm vụ hiệp đồng tác chiến cho từng đơn vị tham gia, ai cũng hồ hởi tin tưởng vào trận đánh lớn này. Đúng 5 giờ sáng ngày 16 tháng 10 năm 1972, tất cả các lực lượng lên đường hành quân bí mật vào ban ngày theo trinh sát và đã chuẩn bị trước. Núi cao rừng sâu che kín bộ đội tình nguyện Việt Nam vào trận đánh. Cuối buổi chiều, chúng tôi triển khai xong đài quan sát, kịp theo dõi địch bằng mắt thường và qua đài khí tượng trước khi trời tối hẳn. 11 giờ đêm, pháo thủ chiếm lĩnh trận địa. 11 giờ 30 phút, đơn vị Bắc Đạn đã bàn giao đủ cơ số 60 quả đạn DKB cho trận địa pháo. Mỗi khẩu DKB được phân chia 15 quả đạn. Thông tin vô tuyến đã được lối bằng tín hiệu mật mã. Trận địa đã sẵn sàng, giờ phút căng thẳng đã tới. Tôi ra lệnh tiếp tục thực hiện thiết bị trận địa lấy hướng chuẩn cho pháo. Pháo thủ thao tác lắp ráp đạn. Tổ kế toán trận địa lại tính toán nhanh tọa độ giải phần tử cho pháo lấy phần tử bắn. Đại đội phó Lông Văn Lịch nhanh chóng tạo hướng song song cho các khẩu pháo đều trụ vào một mục tiêu. 1 giờ 5 phút, tôi báo cáo về sở chỉ huy và được lệnh đồng ý cho bắn.
1 giờ 15 phút tôi hạ lệnh xuống các trận địa, thông tin vô tuyến được nói rõ góc tầm, độ tả. 2 phút sau, đội phó Lông Văn Lịch báo cáo đã chuẩn bị xong, tôi ra lệnh bắn. 4 quả đạn DKB xé không khí bay đi, rồng lửa kéo theo dài hàng trăm mét. Trên đài quan sát, chiến sĩ trinh sát báo cáo 4 chùm lửa lổ chùm trên sân bay địch. 1 quả trúng ụ máy bay bên phải, 3 quả rơi vào ụ máy bay bên trái. Tôi lệnh tiếp 4 loạt bắn gấp 16 quả, đều rơi vào các ụ máy bay ném bom T-28 và trực thăng vũ trang. Tôi lại hô tiếp, chỉnh chấn động cho pháo, bắn 4 loạt liên tiếp. Đạn lổ bao trùm toàn bộ khu vực để máy bay. Sân bay địch cháy nổ dữ dội, toàn thành phố luôn pha băng tắt điện. Chỉ có lửa cháy trên sân bay sáng rực cả bầu trời đêm. Tôi hô sang phải 1-0, khoảng 1 km, giảm 200m, 2 loạt bắn tiếp. 8 quả đạn lao vào lổ tung trong khu vực để máy bay vận tải và trinh sát. Khu vực kho xăng, kho bom, tiếng lổ, kho bom vang dội, kho xăng lửa cháy bốc cao hàng trăm mét. Lệnh bắn tiếp 2 loạt vào khu vực rộng lớn này của sân bay, sang phải 0-50, tăng 500m, bắn 4 khẩu, 1 loạt bắn trúng chạy lính. Riêng loạt cuối cùng có 3 quả được phóng đi, 1 quả bị vênh cánh đuôi không bắn. Lúc này toàn bộ sân bay cháy dữ dội, tê liệt hoàn toàn. Tôi ra lệnh lui quân theo kế hoạch. Các anh Nguyễn Huy Mỹ và Lông Văn Lịch chỉ huy khối mặt trận cho quân rút gấp. Máy bay địch C-130 từ sân bay khác đến cứu nguy cho sân bay Luông Pha Băng. Nó thả pháo sáng bắn đạn 20 ly xuống những nơi khả nghi có quân ta. Đồng đội chúng tôi đã nhanh chóng lợi dụng pháo sáng của địch để hành quân về căn cứ. Tôi cùng anh em trinh sát ở lại chờ trời sáng để quan sát bằng mắt thường và khí tài xem hiệu quả của trận đánh. Cùng đi với chúng tôi có anh Nguyễn Kim Nhật, trợ lý pháo binh tiền phương, người trực tiếp theo dõi đài quan sát chỉ huy. Sáng ra chúng tôi được tin đơn vị đã luồn rừng về sườn Tây Phu Sủng an toàn. Trời quang, chúng tôi quan sát qua kính quan trắc nhìn rõ sự thiệt hại của máy bay sau trận ta pháo kích. Mái nhà xưởng của chúng bị bốc cháy, các ụ chứa máy bay đổ nghiêng ngả. Máy bay chiến đấu có nhiều chiếc gãy đôi, khu kho xăng, kho bom cháy rổ tan hoang, khói bốc cao ngùn ngụt. Toàn bộ máy bay hầu như đều bị đạn pháo của ta phá hỏng hoàn toàn. Chúng tôi hành quân về Phu Sủng, bà con bản Lào phấn khởi lắm. Tôi nói với trưởng bản Phu Sủng là ta đã đánh trúng sân bay, địch thiệt hại rất nặng, bộ đội ta an toàn. Các đơn vị tham gia trận đánh trở về Lậm Pa, Bắc Seng nhận nhiệm vụ mới. Tiền phương thông báo qua 15W và điện mật cơ yếu địch. Ta đã phá hủy 26 máy bay các loại, làm nổ một kho bom đạn, làm cháy 5.000 mét khối xăng dầu, diệt 250 tên địch, trong đó có nhiều tên lái máy bay. Tối hôm đó, đài BBC đã phát đi một cái tin ngắn. Cộng sản bắn phá sân bay Đế Luông, Luông Pha Băng của Lào bằng 59 quả rocket đúng vào ngày sinh nhật thứ 59 của vua Lào. Thật ra ta không có chủ ý là như vậy, đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Ta ấn định bắn 60 quả do một quả bị vênh cánh đuôi không thể bắn được, phải chôn giấu ngay tại trận địa trước khi lui quân. Tôi và anh Mỹ nhận điện về tiền phương nhận nhiệm vụ gấp. Vừa tới nhà hầm, nơi họp thì thấy chỉ huy tiền phương và chỉ huy các đơn vị mặt trận có mặt đông đủ. Thật bất ngờ, tư lệnh Ngô Trung giới thiệu tôi và anh Mỹ, hai chỉ huy mặt trận pháo kích sân bay địch thắng lợi trở về. Ông yêu cầu hai chúng tôi đứng dậy, cả hội trường láo lức vỗ tay lồng nhiệt chúc mừng. Tư lệnh khẳng định trận pháo kích của chúng tôi là pháo lệnh mở đầu cho chiến dịch mùa khô 1972-1973 trên chiến trường Bắc Lào. Trưởng phòng tác chiến mặt trận trang trọng đọc điện khen của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, điện khen của Bộ Tư lệnh Quân khu Tây Bắc, vinh dự tự hào. Tôi thường nghĩ công lao này là của tập thể cán bộ chiến sĩ đại đội 168, các đơn vị phối thuộc cùng sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Tư lệnh và các đơn vị tiền phương. Trận khai hỏa mở màn chiến dịch này trở thành một dấu ấn không thể phai mờ đối với chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam nơi chiến trường đất bạn Lào trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước.